Bỏ phiếu tiến hành tới đâu rồi? Tiến hành nãy giờ vẫn chưa xong đi. Số phiếu của ba người ứng cử đều như nhau. Có bộ chúng nữa phải bỏ thêm một lần rồi. Không cần đâu. Trên tay tôi vẫn còn một phiếu. Tôi quyết định đem lá phiếu này bầu cho Chân Tâm. Chuyển Hồng, bây giờ là lúc con nên nghĩ cho bản thân của con. Con có từng nghĩ bước lên một tầm cao mới không? Dạ có. Thì chính là Joe lên làm CEO, con sẽ hỗ trợ ảnh. Nhưng hiện giờ dự tổ thì đang... Con cho rằng Joe chính là người thích hợp nhất làm CEO. Sau này bất kể ai ngồi vào vị trí này, con cũng sẽ hỗ trợ người đó để Mã Thị luôn được vững mạnh. Làm vậy cũng đồng nghĩa là con đang giúp Joe. Sammy à? Dạ. Lần này dự tổ gặp chuyện chỉ là một thách thức nhỏ. Với sự dạy dỗ của bà, chắc chắn nó sẽ vượt qua được cái ải này. Con tin dự tổ nhất định vượt qua được. Lần đầu tiên lúc con tới phỏng vấn bà đã cảm thấy con rất thích hợp làm con dâu của nhà họ Mã. Vì con có tầm nhìn xa, cũng có quan niệm riêng của chính mình. Con cảm ơn ba. Giờ dự tổ không có ở công ty, điều công ty cần nhất chính là sự ổn định. Trong khoảng thời gian này lại xuất hiện mấy dự án lớn cần phải đẩy mạnh tiến hành. Theo con nghĩ, ai mới là người thích hợp giữ chức CEO? Dạ ba. Ba có nhìn thấy phong cảnh nhà mình đẹp lắm không? Vẻ đẹp của nó chính là có thể nhìn xa rất xa. Nhiều lúc nếu chỉ nhìn về trước mắt, khó trách chỉ nhìn được những điều nhỏ nhặt thôi. Còn chuyện ai sẽ là người thích hợp nhất làm CEO, theo con nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ người đó có làm tốt không, mà là nằm ở mấy năm sau đó người đó có sẵn sàng rút lui hay là không. Ba, vị trí CEO sao có thể? Trước giờ Sammy chưa từng làm gì ở Mã Thị, con lo là mợ ba sẽ khóc không nổi. Phải đó ba, con với anh hai nắm rõ chi của công ty nhiều hơn. Các vị cổ đông đang ngồi ở đây, trên trận lịch sử của Mã Thị tôi không cần phải nói nhiều nữa. Hồi đó khi ngành may mặc sắp sửa hết thời, là ai đứng ra đấu tranh kêu Mã Thị chuyển qua kinh doanh bất động sản mới có được quy mô như ngày hôm nay. Tập đoàn Mã Thị lên sàn là vì muốn tăng cường thực lực, mở ra kỷ nguyên mới. Cũng chính vì vậy, nhất cử nhất động của chúng ta đều được công chúng theo dõi và giám sát. Tôi biết trong tập đoàn có người cho rằng bản thân là khai quốc công thần, đáng lý để nhận được thành quả của 20-30 năm. Cũng có người cho rằng Mã Thị vẫn giữ nguyên tắc cũ và bản thân có thể dẫn dắt Mã Thị mở ra một thế giới mới. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết, người dẫn dắt Mã Thị trước giờ không thay đổi. Trách nhiệm của người làm CEO trong tập đoàn Mã Thị không nhất thiết phải dẫn dắt tập đoàn, mà phải chấp nhận sự chú ý của công chúng, diễn tốt mỗi một màn kịch để cho công chúng thấy. Ba, nhưng mà Mã Thị chúng ta dù sao cũng là một tập đoàn lớn, đột nhiên ba cho một người hoàn toàn không có kinh nghiệm kinh doanh để làm CEO thì liệu công ty... Đối với việc kinh doanh, trước giờ luôn có Triển Hồng giúp đỡ cho Diệu Tổ, còn con và Diệu Đường đều đang giữ chức vụ riêng. Chiêu Từ cũng sẽ có nhiều đóng góp hơn. Bất kể là hoạt động thường ngày của công ty hay là các dự án sắp tới, ba tin chắc chắn sẽ rất thuận lợi. Trừ khi có người muốn cố tình phá hoại. Nửa tháng chúng ta mới gặp nhau một lần thôi. Nếu như em cứ giận hờn anh như vậy hoài thì 15 ngày sau chúng ta cũng không được vui đâu. Chuyện gì em cũng không biết, cứ để người khác giật dây, đổi ngược là anh có giận hay không? Anh không còn cách nào khác phải làm vậy thôi. Chỉ khi em làm CEO mới có thể giúp anh bảo vệ quyền lợi tốt nhất. Nhưng sao anh lại biết chắc chắn ba sẽ bỏ phiếu cho em chứ? Trước giờ ba luôn hy vọng anh làm CEO là vì anh là người hiểu tâm ý của ba nhất, suy nghĩ mọi việc cũng rất giống ba. Nhưng em không phải là anh, em không biết gì hết. Hơn nữa chức vụ CEO thực chất em cũng không biết phải làm gì. Em cứ yên tâm đi, ba đã bỏ phiếu cho em, nghĩa là ba sẽ toàn lực hỗ trợ em.
với lại có Triển Hồng giúp em nữa. Nếu như anh không đoán sai, ba cũng sẽ sắp đặt chiêu từ tới giúp đỡ cho em. Chỉ cần em làm theo những gì mà anh nói, hoạt động ngày thường của công ty em cứ làm theo ý của em, có gì không hiểu có thể hỏi Triển Hồng. Ba, cuối cùng con cũng đã thành công đạt được bước đầu tiên. Cậu ba. Xong rồi. Tại đâu? Cô cảnh sát. Cậu ba, mau dậy đi. Sao rồi, chú Trung Sâm vẫn chưa tỉnh hả? Bác sĩ có nói khi nào chú ấy mới tỉnh lại không? Chú ấy đã bị hôn mê 7 ngày rồi. Bác sĩ nói lúc xảy ra vụ nổ, não của chú ấy bị chấn động khá nặng, cho nên mới bị hôn mê mãi chưa tỉnh. Còn về việc chú ấy có thể tỉnh lại hay không, phải coi ý trời. Nếu chú ấy thật sự không tỉnh lại, vậy sẽ không thể biết được rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì, và tại sao chú ba lại bị rớt xuống biển. Hôm đó chỉ có một mình chú Trung Sâm đi giao tiền chuộc, hiện trường chỉ tìm thấy một mình chú ấy. Nếu như chú ấy không tỉnh lại thì chuyện của ba tôi mãi mãi sẽ là một dấu hỏi. Triển Hồng, sao con đi qua Úc lâu vậy? Con về thì tốt rồi. Sáng nay má có gặp Chiêu Từ, nó nói với má thì ra chú Trung Sâm đã tỉnh lại rồi. Y tá, bệnh nhân Trung Sâm đâu rồi? Trung Sâm, ông bị hôn mê đã 3 năm mới tỉnh lại vào 2 ngày trước. Người nhà ông lập tức tới đó ông ra viện. Bác sĩ cũng khuyên họ nên đợi thêm 2 ngày rồi mới xuất viện. Mấy người làm việc kiểu gì vậy? Điều tra 2 năm rồi mà một chút manh mối cũng không có. 2 năm nay chúng tôi cũng đã đi hỏi hết những người từng quen biết với Trung Sâm và vợ của ổng, thậm chí còn đăng báo tìm người, nhưng mà cũng không có ai biết rốt cuộc họ đã đi đâu. Giống như đột nhiên biến mất khỏi thế giới vậy. Mà cô, tôi biết chú Trung Sâm đã đi đâu rồi. Thì ra mấy năm trước chú ấy đã di dân qua Việt Nam. Nhưng mà có một tin xấu, nghe nói chú Trung Sâm bị ung thư gan giai đoạn cuối, bây giờ đang nằm ở bệnh viện, e là không sống được bao lâu. Mã Thiếu Gia. Chú Sâm à, chú có nhận ra con không? Con là Triển Hồng nè. Thiếu Gia. Là cậu thật hả? Thật hả? Chú Sâm à, mấy năm nay con tìm chú vất vả lắm. Tôi rất có lỗi với cậu đó. Chú Sâm à, chú có thể nói con biết rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì không? Tại sao ba con lại rớt xuống nước rồi mất tích vậy hả? Là ông bà. Chú nói gì? Ông bà mặc cậu ông bà